Xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị em. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về việc ai sẽ là người lọt vào tứ trụ trong kỳ đại hội 13 vào năm 2021. Một câu hỏi mà có lẽ không ít người hiện nay đang phân vân là những ai sẽ vào tứ trụ tại đại hội đảng 2021. Đây là đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức mỗi 5 năm một lần. Nó được ví như một ngọn hải đăng của hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam. Mỗi lần đại hội đảng tại nỗ lực trình làng, tôi dùng từ này có lẽ nhiều người cảm thấy vui, nhưng đúng nghĩa là họ trình làng. Một thế hệ lãnh đạo mới nhất mang đậm hàm ý đổi mới mà chúng tôi xin được bỏ trong ngoặc kép. Đổi mới có nghĩa là theo cung cách của đảng. Kể những ngày đầu năm trước đại hội cho đến những hội nghị trung ương cuối cùng, trước khi chốt các nhân vật ở thượng tầng cao nhất, chủ đề nhân sự luôn sôi động, thu hút được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Có thể là còn quá sớm để đưa ra các nhận định hay các dự đoán về dàn lãnh đạo chủ chốt mới tại đại hội đảng 13, dự kiến là sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta có thể dựa trên một số dữ liệu cứng và các quy định gọi là mềm, như những cái gọi là thành văn và bất thành văn đã được Đảng Cộng sản ban hành về việc lựa chọn nhân sự, về cấu trúc lựa chọn từ trên xuống dưới theo truyền thống vẫn còn mang tính ổn định, và cuối cùng là các quy ước bất thành văn để đưa ra những phân tích, phán đoán mang tính cơ bản. Mà có lẽ là trong một nền chính trị như tại Việt Nam thì yếu tố bất thành văn mới là yếu tố chính, cái yếu tố mà nhiều người có thể ra quán vỉa hè để có thể nghe, đó là những yếu tố không có trên văn bản. Không thể phủ nhận rằng trong các đại hội kể từ 2 thập niên trở lại đây, tính dân chủ trong đảng đã được gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là đối với vấn đề chuẩn bị nhân sự chủ chốt cho mỗi kỳ đại hội. Các quy định tiêu chí, tiêu chuẩn về các vị trí nhân sự chủ chốt của đảng đã được ban thành các văn bản chi tiết. Các thông tin về nhân sự chủ chốt, quy trình bỏ phiếu đều được công khai một cách rõ ràng hơn lúc trước. Và đó sẽ là những yếu tố quan trọng để chúng ta cùng phân tích và phán đoán trở nên có chất lượng, có cơ sở và căn cứ hơn. Chúng tôi nói đến yếu tố dân chủ trong đảng ở chỗ là bây giờ các thành viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã ít sử dụng những gọi là quy tắc mang tính nội bộ, mà bây giờ họ chú ý hơn tới công chúng, những người mà đáng ra sẽ là chủ nhân của họ. Bộ Chính trị và ba nhóm thế hệ là một điều mà có lẽ chúng ta cần phải có một cái nhìn cơ bản trước khi đưa ra những nhận định. Bộ Chính trị và Đại hội khóa 12 có 19 người, nhưng hiện nay chỉ còn 16 ủy viên làm việc. Theo các quy định về độ tuổi, chúng tôi tạm thời chia làm 3 nhóm. Dĩ nhiên mỗi người có một cái cách thức chia nhóm, nhưng chúng tôi muốn chia nhóm thành 3 cho dễ theo dõi. Nhóm thứ nhất là những người quá tuổi, ví dụ như Nguyễn Phú Trọng tái cử vào ủy viên Bộ Chính trị theo quy định và phải rời vị trí sau đại hội 13. Tức là theo quy định của đảng thì trên 65 tuổi thì phải nhường vị trí đó lại cho người khác. Có nghĩa là tính từ ngày bầu cử đại hội, tạm gọi là nhóm bộ 8, bao gồm là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 7 người, có thể coi là 7 người được sinh vào những năm 1953, 54, 55. Đó là cái tuổi mà có thể gọi là tuổi kế thừa. Cụ thể nhóm này gồm Chủ tịch nước, trong đó ai cũng biết rõ đó là ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944. Ông này là một trường hợp đặc biệt ngoại lệ vì năm nay đã 75 tuổi đầu. Tiếp đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954, thua ông Nguyễn Phú Trọng 10 tuổi. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, sinh năm 1954. Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, sinh năm 1953. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, sinh năm 1954. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, sinh năm 1955. Ông Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Quốc phòng, sinh năm 1954.
và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1953. Như vậy, bộ 8 này về nguyên tắc sẽ không tái cử tại Đại hội Đảng 13, chiếm một số lượng tới 50% ủy viên trong Bộ Chính trị hiện nay, là tương đối phù hợp với nguyên tắc kế cận. Tuy nhiên, chúng ta không biết được rằng trong số những người này ai sẽ là người thắng thế trong cuộc đua nội bộ để rồi từ đó có thể gia hạn tuổi tác cho chính mình. Mà một ví dụ điển hình đó là trong Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng đã thay đổi luật chơi để rồi từ đó ông lại tiếp tục được tái cử. Và bây giờ, năm nay ông 75 tuổi đầu, với cơn ốm mà sau khi đi thăm Kiên Giang, không biết ông Nguyễn Phú Trọng có còn đủ sức khỏe và tài năng, nói theo ngôn ngữ của ông, để tiếp tục ứng cử vào vị trí này trong Đại hội 13 hay chăng. Và nhóm thứ hai đó là gồm 6 ủy viên Bộ Chính trị, là một nhóm theo quy định được cơ cấu có thể tái cử, tức là những người dưới 65 tuổi. Ứng tương ứng vào ngày bầu cử Đại hội 13, nếu họ dưới 65 tuổi, trên nguyên tắc họ có thể ứng cử tiếp. Những người sinh vào các năm 1957, 1958, 1959, cứ tạm gọi là nhóm bộ 6, cụ thể bao gồm ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, sinh năm 1958, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận, sinh năm 1958, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sinh năm 1959. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng, Chính phủ, sinh năm 1957. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, sinh năm 1957. Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Hà Nội, sinh năm 1959. Trong số bộ 6 này, có thể thấy đều là những người tiềm năng, có thể coi là những người tiềm năng nhất trong việc kế cận và Đại hội 13. Nhóm thứ ba là nhóm sinh từ những năm 1961 trở về sau, tạm gọi là nhóm 2026, tức là nhóm không những tái cử ở nhiệm kỳ Đại hội 13 mà còn có thể đủ tuổi tác để tái cử vào nhiệm kỳ Đại hội 11, tức vào năm 2026, xin lỗi, vào Đại hội 14 và năm 2026, bao gồm hai ông là Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, vì ông này sinh năm 1970, ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1961, là trưởng ban kinh tế Trung ương. Điểm qua danh sách một số người để thấy rằng trong việc ai sẽ là người kế cận giành chiếc ghế Tổng Bí thư, nó là một câu hỏi nghiêm túc. Trong trường hợp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không tái cử tại Đại hội 13, chúng ta bắt đầu tiến hành diễn dịch về quy định 90 của Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, được ban hành ngày 4 tháng 8 năm 2017. Đoạn được quy định chức danh Tổng Bí thư, ngoài các tiêu chí chung, có một điều kiện đặc biệt, đó là ứng cử viên phải có năng lực lãnh đạo, điều hành Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong các phiên họp của Ban chấp hành Trung ương hiện nay, ngoài Tổng Bí thư chỉ có 3 chức danh là Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, và Thường trực Ban Bí thư được phép ngồi chủ tọa và điều hành phiên họp. Cũng cần nhắc lại rằng trong lịch sử và theo truyền thống kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, ai có còn nhớ Lê Duẩn của những thời kỳ đen tối, tại Đại hội thứ 6 năm 1986, các nhân vật phải nắm giữ vị trí từ Thường trực Ban Bí thư trở lên cho đến các vị trí cao nhất mới có khả năng kế cận để trở thành Tổng Bí thư. Cụ thể ở đây là tại Đại hội 6 năm 1986 là ông Nguyễn Văn Linh, trước đó ông là Thường trực Ban Bí thư. Trong Đại hội 7 năm 1991, ông Đỗ Mười, trước đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với Thủ tướng hiện nay. Chức danh này sau đó đã được bãi bỏ vì hiến pháp và luật của Việt Nam thay đổi, khi Việt Nam bắt chước y nguyên mô hình của Liên Xô, trong đó hình thành nên Hội đồng Bộ trưởng. Nay thì cái hội đồng đó đã trở thành quá khứ. Vào Đại hội 8 năm 1996, ông Đỗ Mười tiếp tục tái cử. Ông Đỗ Mười này dân gian thường hay gọi là, viết tắt là DM,
Và đêm quý vị đọc sao thì chúng tôi cũng đồng ý với điều đó. Tại Hội nghị Trung ương 12 năm 1997, Ban chấp hành Trung ương đã bầu cử ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. Ông Lê Khả Phiêu lúc đó là Thường trực và Thường vụ Bộ Chính trị, một trong bốn vị trí cao nhất sau khi Tổng Bí thư Đỗ Mười. Và đứng sau ông này, Đại hội 9 vào năm 2001 là ông Nông Đức Mạnh, trước đó ông là Chủ tịch Quốc hội, tức cũng là một trong bốn tứ trụ hiện nay. Tại Đại hội 10 vào năm 2006, ông Nông Đức Mạnh tiếp tục tái cử, là lần thứ hai ông gia hạn cho chiếc ghế của mình. Tại Đại hội 11 vào năm 2011 là ông Nguyễn Phú Trọng, ông lúc đó là Chủ tịch Quốc hội. Đại hội 12 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử với quy định về chức danh Tổng Bí thư và lịch sử lựa chọn các vị trí quyền lực nhất từ trên xuống, được truyền thống hóa kể từ thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, thì có lẽ hiện nay các ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Trần Quốc Vượng hiện sẽ có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên, trong ba người thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ như không được truyền thống hay được lịch sử ưu ái, vì trong lịch sử cũng như theo truyền thống đảng chưa có Tổng Bí thư nào là cái, à xin lỗi, là nữ. Ngoài ra, Tổng Bí thư qua các thời kỳ cũng đều là người miền Trung và miền Bắc. Xét trên các quy ước bất thành văn đó, thì hiện nay mọi cặp mắt đang dồn về một đôi hai ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trần Quốc Vượng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, dân gian hay gọi là Ngân Đù, như vậy không nằm trong tiêu chí ưu ái của đảng. Vì có lẽ trong 4 triệu đảng viên thì đa phần là các giống đực, nên với các tiêu chí đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương và tham gia vào bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định, cho thấy rằng việc quy định ứng cử viên tổng bí thư phải đi qua địa phương hay tham gia chọn một nhiệm kỳ bộ chính trị đã không còn cứng như trước, có nghĩa là họ vẫn linh hoạt được. Linh hoạt ở đây đó là phe nào mạnh thì phe đó thắng. Dĩ nhiên chúng ta vẫn thường hay hiểu rằng trong một cái nền kinh tế và chính trị như Việt Nam hiện nay, cứ con chó nào sủa to hơn thì con đó thắng. Mà dân gian hay gọi là thằng nào loa to thằng đó thắng. Nhóm tứ trụ và ẩn số miền Nam dù vậy cũng cần được cân nhắc một cách rất là song phẳng, bởi vì đây là một yếu tố chính mà nhiều người quan tâm. Việc đảng chưa có chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nên đến Đại hội 13 khả năng cao là chúng ta lại chứng kiến sự quay lại của cấu trúc 4 chức danh chủ chốt, thường gọi là tứ trụ. Vậy những ai có khả năng tiến đến những chiếc ghế còn lại trong tứ trụ, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, quy định 90 của Ban chấp hành Trung ương về chức danh Chủ tịch nước đều có các tiêu chí chung cụ thể, bao gồm là uy tín, được hiểu là không bị các kỷ luật về đảng hoặc ở mức độ tín nhiệm cao trong bộ chính trị, đã được bỏ phiếu và có năng lực nổi trội, ý là giỏi hơn hoặc là khéo léo hơn những người khác, và có một lĩnh vực công tác cụ thể. Nếu áp các tiêu chí chung cho nhóm bộ 6 và nhóm 2026, thì có cả 8 vị trí tái của bộ chính trị đều có cơ hội ngang nhau. Tuy nhiên, theo tiêu chí của chức danh này là kinh qua và nổi trội trong các lĩnh vực công tác an ninh, đối ngoại, tư pháp, thì ba ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, sẽ có lợi thế hơn. Đối với chức danh thủ tướng, ngoài các tiêu chí chung, theo lịch sử và truyền thống tất cả các thủ tướng hay chủ tịch quốc hội, thì hội đồng bộ trưởng trước đây kể từ thời thủ tướng Phạm Văn Đồng đều trưởng thành từ phó thủ tướng, đó là các ông Phạm Hùng này, Đỗ Mười này, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Điều này thể hiện tiêu chí trong việc lựa chọn nhân sự thủ tướng đặt yếu tố kinh nghiệm trong điều hành bộ máy hành pháp lên hàng đầu so với các tiêu chí khác. Như vậy, các lợi thế sẽ thuộc về các nhóm có thủ tướng
đang là một trong những thành phần như Thủ tướng, Phó Thủ tướng hiện nay. Có nghĩa là ông Trương Hòa Bình, ông Phạm Bình Minh và ông Vương Đình Huệ có lợi thế. Hai ông Trịnh Đình Dũng và ông Vũ Đức Đam thì không tham gia Bộ Chính trị, thế nên khó có thể cạnh tranh với ba ông còn lại. Trong ba ông Phó Thủ tướng thì ông Trương Hòa Bình sinh năm 1955 thì hiện nay không đủ tiêu chuẩn về tuổi tác để tái cử vào Bộ Chính trị, và về lĩnh vực phụ trách, ông cũng chuyên trách về mảng nội chính, tư pháp. Còn ông Phạm Bình Minh chủ yếu phụ trách lĩnh vực đối ngoại. Ông Vương Đình Huệ thì nếu xét về tiêu chí thứ ba trong quy định chức danh Thủ tướng là cần có khả năng hiểu biết sâu rộng về nền hành chính quốc gia, kinh tế, xã hội, đất nước, kinh tế, chính trị, thế giới và hội nhập quốc tế thì có vẻ như là người có nhiều lợi thế nhất. Cuối cùng là chức danh Chủ tịch Quốc hội, cả hai nhóm Bộ 6 và nhóm 2006 gồm 8 ủy viên Bộ Chính trị có thể tái cử đều có cơ hội như nhau để tiến đến chức danh là người đứng đầu cơ quan lập pháp này. Tuy nhiên, nếu theo tiêu chí của chức danh Chủ tịch Quốc hội như có năng lực nổi trội toàn diện trong các lĩnh vực công tác, xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật, thì bà Trương Thị Mai, bà Mai này có lẽ ít người biết tới hơn, sinh năm 1958, là trưởng ban dân vận, hiện nay đang có lợi thế hơn cả. Bà Trương Thị Mai từng là chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và cũng là Ủy viên Thường vụ Quốc hội hai khóa liền từ năm 2007 đến năm 2016. Bà Trương Thị Mai hiện cũng là một trong ba người có thâm niên tham gia Ban chấp hành Trung ương chính thức và nhất quán từ ba khóa từ Đại hội 10 năm 2006 cho tới nay. Trong số bộ 8 tái cử, cùng với hai người còn lại là ông Hoàng Trung Hải tham gia vào Ban chấp hành Trung ương 4 khóa từ Đại hội 9 năm 2001, ông Vương Đình Huệ từ Đại hội 10 năm 2006. Bà là đại biểu Quốc hội có thâm niên cao nhất trong nhóm bộ 8, ủy viên Bộ Chính trị có khả năng tái cử hiện nay. Nếu không có gì thay đổi thì bà sẽ tham gia làm đại biểu Quốc hội ít nhất trọn 24 năm, kể từ năm 1997 cho đến Đại hội 2021, và là người tham gia sinh hoạt nghị trường hơn 2 thập kỷ liên tục. Dĩ nhiên với 2 thập kỷ, có lẽ nếu chúng ta thì chúng ta đã có rất rất nhiều cơ hội, nhưng không biết liệu bà có thể làm nên cơm cháo gì chăng. Cuối cùng cần nói thêm rằng một truyền thống bất thành văn có tính chất vùng miền khó có thể bỏ qua, đó là kể từ sau năm 1975, 4 vị trí cao nhất chưa bao giờ vắng mặt một nhân vật đến từ miền Nam. Bộ Chính trị khóa 12 hiện nay có 4 nhân vật đến từ miền Nam, bao gồm bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bến Tre, ông Nguyễn Thiện Nhân, Trà Vinh, ông Trương Hòa Bình, Long An, ông Võ Văn Thưởng, Vĩnh Long. Tuy nhiên, trong 4 nhân vật trên theo quy định thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trương Hòa Bình đã quá tuổi tái đắc cử vào Bộ Chính trị. Nhân vật miền Nam theo quy định đủ tuổi và đủ điều kiện tái cử là ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970, là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, trưởng thành khá trẻ. Ông sinh năm 1970 vì việc tứ trụ của khóa 13 có cơ cấu cùng một nhân vật đến từ miền Nam hay không vẫn còn là một ẩn số lớn. Còn với nhóm ngoài tứ trụ, theo nguyên tắc đánh hết khóa này, số lượng ủy viên Bộ Chính trị vẫn có thể được bổ sung để đặt trở lại con số 19 như Đại hội 12 đã bầu. Nếu số lượng ủy viên Bộ Chính trị trở lại con số 13. Như phân tích ở trên và theo chúng tôi không bị ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng đối với vị trí của từng nhóm, tức là nhóm trên, nhóm dưới, nhóm bộ 8, nhóm bộ 6, nhóm 2016. Trong việc tái cử và đối với vị trí thường trực ban bí thư, cơ hội cũng chia đều cho nhóm bộ 8, ủy viên Bộ Chính trị tái cử. Tuy nhiên, các nhân vật đang điều hành công tác đảng hiện nay được chú ý và quan tâm hơn cả, bao gồm là ông Phạm Minh Chính, bà Trương Thị Mai, ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Văn Bình và vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu
ông Ngô Xuân Lịch không tái cử theo truyền thống kế cận, sẽ là một nhân vật đến từ lực lượng vũ trang và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện nay, trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ có ông Lương Cường, sinh năm 1957, là Bí thư Trung ương Đảng, còn công tác tại Bộ Quốc phòng, và ông là đại tướng và là chủ của những người ủng hộ ông. Đương nhiên, là muốn một kịch bản lặp lại như ở Đại hội 11, lúc đó thì ông Ngô Xuân Lịch cũng là Bí thư của Trung ương Đảng và là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vì vậy nên vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, nếu ông Phạm Bình Minh rời đi để tiến đến một vị trí cao hơn, sau hai nhiệm kỳ chúng ta sẽ có tân Bộ trưởng Ngoại giao. Nhân vật này theo truyền thống là Bộ trưởng người đứng đầu bộ máy, người hoạt động ngoại giao chuyên nghiệp và duy nhất trong quá khứ tại Đại hội 10 và năm 2006. Còn với Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, từ chính phủ sang kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, do lúc đó bộ này khủng hoảng nhân sự, chỉ bầu được một ủy viên bộ dự khuyết trong Ban Chấp hành Trung ương, đó là Thứ trưởng Phạm Bình Minh. Bộ Ngoại giao Việt Nam và là ông hiện tại là ông Bùi Thanh Sơn cùng với Lê Hoài Trung đều là Trung ương ủy viên. Còn với các vị trí còn lại như các nước thì có lẽ chúng ta cũng cần thời gian theo dõi, đồng thời cập nhật những tin tức mới nhất sẽ có trên Vote TV. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, share và chia sẻ lên các mạng xã hội cho nhiều người được tiếp cận những thông tin đa chiều, trung thực và cập nhật, để từ đó chúng ta góp phần tăng thêm lòng yêu nước nơi mỗi con người của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.